nhẹ nhàng tình cảm. Bán lấy số đi lại các bác nhé. Em bán 2 cặp loa Bát 40JBL cho bác Hậu ở tỉnh An Giang. Đấy. Dòng này thì cho các bác về chơi sự kiện đám cưới thì rất hay các bác nhé. Dòng này bán 4-5 năm nay rồi vẫn hot. Nhưng ở đây là vì sao các bác? Nhưng ở đây là em muốn nhấn mạnh cho các bác nhé. Không phải cứ nhìn thấy cái mẫu bát 40JBL nó như thế này là nghĩ bên nào người ta cũng bán giống nhau các bác nhé. Đấy là một sự hiểu lầm rất là sai. Tại vì sao? Nhiều khi người ta treo đầu dê bán thịt chó, các bác hiểu chưa? Tại vì bây giờ nguồn nhập hàng từ Trung Quốc về nó rất là nhiều. Quan trọng là nhập từ nhà máy nào và cái người nhập hàng đặt cái linh kiện có tốt hay không. Đúng không các bác? Đấy, nên là em muốn nói với các bác đi mua hàng ấy, ví dụ bên cửa hàng nhà em này, hàng có như nào thì em nói như vậy. Ví dụ đây là một bát 40JBL, em đặt hàng loại tốt như các bác nhé, hàng cao cấp cho các bác. Đấy, nên là giá tiền nó sẽ hơn mọi chỗ, nên các bác phải để ý kỹ thì các bác mới biết. Đấy, con này các bác nhìn loa của em nó sẽ như thế này, rất khôn các bác nhá. Đấy, bản xương nó sẽ như thế này các bác này. Từ dây và bản của em nó sẽ có là 2226H các bác nhá. Đấy. Ok chưa các bác? Từ rất dày, từ 220, con này côn 100. Và các bác nhìn cái loa của em đây, nhìn nó rất là khôn các bác nhá. Chứ nó không có dại như các loa kia đây. JBL 3 lỗ các bác ạ. 800W trên một cái loa này trở kháng 8 ohm. Cái này đồng nghĩa các bác phải chơi với cục đẩy trên 800W cho em. Đây, nhện màu vàng này, côn 100. Đấy. Dòng này thì mặt trên của nó của bên em nó sẽ khôn như thế này, nhìn con loa nó nét như này các bác nhá. Gân vải 3 gân, màng xếp đi lượn sóng, hai cái tay thỏ nó như thế này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, các bác phải để ý cái mặt trên này chứ không phải là nơi nào cũng giống nhau. Ok chưa các bác? Còn bên em thì chỉ cam kết cho các bác là bán cái gì có như nào nó như vậy, tốt thì bảo là tốt. Ok chưa các bác? Đấy, các bác cứ chơi cái mẫu này cho em nhé. Bên em đang xỉ lẻ cho anh em thợ mẫu này rất nhiều. Bác này làm lúc 2 cặp luôn. Mua hàng điện cho em các bác nhá.